rừng cây xanh lá, mừng đóa hoa mai mừng đón xuân về. Núi trăng nắng vàng, từng làn bướm trắng bay khắp rừng hoa. Ngập ngừng bên suối, nước reo quanh mình như buồn tiếng đàn. Quần quần nỗi lòng, nhịp sáo ai đưa tiếng ca ruộng vàng. Mùa xuân như lời một bài hát, Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Mùa xuân Giáp Thìn, mùa xuân mà theo quan niệm của văn hóa phương Đông là sự tượng trưng cho quyền lực và sự vương giả. Mùa xuân mà ở đó có sự mạnh mẽ và quyết đoán của tuổi Thìn. Mùa xuân tràn đầy sức sống và đầy vẻ hào nhoáng. Vâng, hội ngộ chợ ngày hôm nay cũng là sự hội ngộ, sự đua tài, sự đoàn kết, sự sáng tạo của tất cả các đồng chí đoàn viên, thanh niên, thiếu niên của nhà trường. Và không những thế, hoạt động còn huy động được sự tham gia tích cực của cha mẹ học sinh. Qua đó, chúng ta sẽ thêm hiểu nhau, đoàn kết, yêu thương, chia sẻ để cùng nhau đi đến thành công. Nhân dịp này, thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu, quý cha mẹ học sinh, quý thầy cô giáo và các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các gia đình đón xuân mới hạnh phúc và bình an. Tôi xin tuyên bố khai mạc The Dragon Festival Xuân Giáp Thìn 2024. Xin trân trọng cảm ơn. Có bạn nào xưng con không ạ? Con là Omai. Omai, xin mời các bạn của chương trình ạ. Vâng ạ, mọi người bạn một phần quà, câu trả lời rất chính xác. Rồi, vẫn là các con tiểu học rất tích cực. Con thưa cô là bánh chưng. Lớp 31 có đồng ý với đáp án của bạn không? Có đồng ý
mình không cần. Còn mua cho ai? Ăn ghé. Em xin trân trọng giới thiệu đón ngày hội xuân Giáp Thìn năm 2020 ngày trọng đại, ngày kỷ niệm 94 năm thành lập của người sản xuất nổi tiếng. Thank you.
Một lần nữa rất là cảm ơn cha mẹ học sinh lớp 10A2. Thực sự là khi mà có được cái sự phối hợp như thế này giữa cha mẹ học sinh và nhà trường thì mới có được cái kết quả thành công như ngày hôm nay ạ. Và một lần nữa xin kính chúc các bác cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các con lớp 10A2 sẽ thật thành công trong học tập trong năm học 2023-2024. Ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới một ngày sau. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua một ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình. Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ.